bằng dấu chấm. Cảm ơn bạn Lý Chí Thiền Tài. Cảm ơn bạn Tùng. Ăn cái này là phải bóc bằng tay nha các bạn. Cảm ơn bạn Tượng Hủy. Cảm ơn bạn Thỏ Nâu. Cảm ơn bạn Trùng. Hôm nãy giờ quên lấy cái này ra, nó nóng quá. Con này là con sò nha bạn. Bữa nay là chú ăn món sò. Cảm ơn bạn Khải Chip. Mình chào tất cả các bạn đang xem live nha. Cảm ơn bạn Quốc Anh, cảm ơn bạn Vũ đẹp trai, cảm ơn bạn dấu chấm nha. Các bạn, nó con sò nó vậy nè. Các bạn thấy kỹ không các bạn? Con sò nè. Cảm ơn bạn Tao Sẽ Gầy nha. Bữa nay là chú ăn đậu hũ với con sò nha bạn. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn Duy, cảm ơn bạn Phạm Khôi. Cảm ơn bạn TV nha. Cảm ơn bạn Khải. Con sò này là người ta kêu sò huyết á. Cảm ơn bạn bé Cute. Cảm ơn bạn TV. Cảm ơn bạn yêu chú Di Ta Ca. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn fan chú Di Kata nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha các bạn. Cảm ơn bạn Khải Chít. Các bạn cảm ơn bạn vừa dàng follow nha. Cảm ơn bạn Tao Sẽ Gầy. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha các bạn. Các bạn có chơi bên YouTube á, các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh YouTube của mình luôn nha các bạn. Cảm ơn bạn Đoàn Dubai. Mình mới bị gớt chai nước, mình hết hồn hết chưa. Đậu hũ nè mọi người, đậu hũ nướng. Chào bạn Mẫn nha, cảm ơn bạn Khải. Chào bạn Nhi đây, chào bạn Huỳnh An Gia. Cảm ơn bạn Huỳnh An Gia nha. Chào bạn Quỳnh Lao Nhà nha. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha các bạn.
Cảm ơn bạn Phong, cảm ơn bạn Phan Chú Di, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn Hoàng Kha. Con follow rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn bạn Di Blog nha. Chú ăn gì mà lạ vậy? Đậu hũ á bạn ơi. Cái món này là món đậu hũ nè. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn bạn Diệu nha. Thì chú Gấu chào bạn nha. Cảm ơn bạn Trăng, cảm ơn bạn Đít Son nha. Con này là con sò huyết nha bạn. Chúc chú nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn nha. Cháu ăn với, mời ba ăn cùng với mình nha. Ngày nào cũng ăn, tại vì mình làm về ăn uống mà bạn mình không ăn sao được. Rau găm nè. Rau găm nè bạn, rau găm mà nó khét hết trơn rồi, hồi nãy mình nướng nó khét. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nha các bạn. Ăn hoài mà không mập. Tại vì buổi sáng mình ăn ít á, mình để dành cho buổi chiều ăn á. Các bạn thấy buổi chiều mình ăn nhiều vậy chứ buổi sáng mình ăn ít lắm các bạn. Chú tên gì vậy? Chú tên là Duy nha bạn. Sao chú không trả lời con? Chú đang ăn, chú thấy không kịp bạn ơi. Bạn chờ mình một tí xíu nha. Cháu đi sạc pin, cảm ơn bạn nha. Các bạn đang xem live, ai chưa follow cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Thèm quá chú ơi, mời bạn ăn chung với mình nha. Cảm ơn bạn Dogia. Thèm quá. Chào bạn Anh nha. Chào bạn Moon. Chào bạn Nguyễn Tiên Hiệp nha. Chào bạn BNHN. Chào bạn Khánh. Con này là con sò nha bạn. Cảm ơn bạn NM Tâm. Cảm ơn bạn Thanh Mặc. Cảm ơn cậu bé nha.
Cảm ơn bạn Tượng Đẹp Trai nha. Cảm ơn bạn Edith Dạo. Cảm ơn bạn Dĩ. Chào bạn Dương My nha. Cảm ơn bạn Viễn Thỏa Đế. Cảm ơn bạn Phan Chú Di. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn Như. Cảm ơn bạn VGEB. Cảm ơn bạn Bé Cu Te nha. Cảm ơn bạn Giàu Lê. Chú nhiêu tuổi vậy hả? Chú 38 tuổi rồi bạn. Chào bạn Cường nha. Các bạn đang xem live, các bạn ai chưa follow cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn chữ tiếng Nhật. Các bạn có chơi bên YouTube á. Cảm ơn bạn Ngọc Nhi. Chào bạn Huyền Sì Ba nha. Chào bạn Lê Hoàng Hiệp. Cảm ơn bạn Vina Con. Chào bạn Ngọc Mai nha. Chú bao nhiêu tuổi? Chú 38 tuổi rồi nha bạn. Cảm ơn bạn Boy. Các bạn đang xem live, các bạn ai chưa follow cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ với nha các bạn. Các bạn có chơi bên YouTube á, các bạn tìm chữ Vitaka nó sẽ ra, các bạn cho mình xin một lượt đăng ký với nha các bạn. Cháu chào chú, chào bạn nha. Chào bạn Anh Đào nha. Chú đọc không kịp Anh Đào ơi. Nó cho nhanh lắm Anh Đào. Anh Đào cũng thông cảm cho chú đi. Nó cho nhanh quá mà chú vừa ăn rồi vừa xem không có kịp. Nghề của chú là gì vậy? Công việc của chú hàng ngày là chú ngồi chú quan sát camera nha bạn. Chào, chào cháu đi chú. Chào bạn Đức nha. Chào bạn Lê Hoài An. Các bạn đang xem live, các bạn cho mình xin một lượt follow với một lượt chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn nhiều nha các bạn. Cảm ơn bạn Luca Gaming. Cảm ơn bạn Titan. Rồi con cuối cùng nè mọi người. Đây là con cuối cùng. Hết trơn luôn rồi mọi người. Chú tên gì vậy? Chú Trinh Duy nha bạn. Tên của chú là tên nick chú đặt luôn á. Cảm ơn bạn Luca Gaming. Cảm ơn bạn Nam Lụm Xu. Còn một con hết rồi bạn ơi. Hết trơn luôn rồi. Không còn con nào nữa. Ở đây đây là một con. Bạn hay quá. Bạn hay thật. Đây một con nữa nè mọi người. Năn nỉ chú. Ủa bạn viết gì mình chưa thấy bạn ơi. Con mới tặng quà cho chú đó. Cảm ơn bạn nha. Để coi bạn viết cái gì mà mình không thấy nè. Chào bạn Hào đây nha. Chào bạn Cường. Sao chú không tìm vợ? Chú có tìm rồi nhưng mà người ta không có chịu chú. Đâu phải là mình thích một ai là người ta thích lại mình đâu. Hết trơn. Hết rồi mọi người. Hết trơn sò luôn rồi. Còn đây là miếng cuối cùng. Cảm ơn bạn Hải Minh nha. Chú thu nhập cũng ổn nha bạn. Cảm ơn bạn Hacker. Kaito, chú thu nhập cũng ổn nha Kaito. Mức lương chú đủ sống. Cảm ơn bạn Nguyên Viết.